Không phải nói chỉ có tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ mới có khả năng sống sót ở ngoại tinh hải sao? Nơi này sao lại có nhiều người bình thường cũng tu luyện, nguyên khí kỳ như vậy? Đại hán cẩm y trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi ra vấn đề mà Hàng Lập cũng có chút nghi ngờ. Lời này của dịch huynh chính là vấn đề then chốt, đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa kỳ uyên đảo cùng với yêu thú đảo khác. Các yêu thú đảo khác đều có một số tu sĩ cấp cao chuyên mô vì bắt giết yêu thú mà truyền tống tới. Bình thường sau khi thu hoạch tích góp được nhiều sẽ vãn hồi nội tinh hải, Mở kỳ uyên đảo nhiều năm sau khi được tìm ra, tại vùng phụ cận hải đảo các thế lực này tìm được vài tòa linh thạch quản. Cũng đã mở được là một nơi sản xuất nguyên liệu cần cho tu luyện, trên cơ bản là có khả năng tự cấp tử túc. Kể từ đó cũng có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền tống đến, người bình thường không có linh căn cùng tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện. Ta còn nghe nói thế lực quản lý, hắc thạch thành đang dần dần đem nhân thủ chủ yếu từ nội tình hải về đến đây. Phỏng chừng qua mấy vào năm nữa, nơi đây có lẽ sẽ biến thành một nội tinh hải thứ hai. Bớt quá ngoại trừ hắc thạch này thành ra, các đảo nhỏ khác mà phạm nhân cùng tu sĩ tập hợp thành thôn làng đại bộ phận đều không có tuyệt đối an toàn. Bình thường luôn có một số thôn trấn nhỏ bất ngờ bị các yêu thú cấp cao hủy diệt. Nơi này hình thành là do năm đó tổ tiên chúng ta từ nội tinh hải tạo thành mà thôi. Hứa vân vẻ mặt bình tĩnh nói. Những lời này nói ra lại làm cho những người khác nghe được trận hóa hốc mồm lên, Tinh cung cùng những thế lực khác không hỏi gì đến nơi này sao? Cầm y đại hán kẻ thở ra một hơi trầm giọng nói. Nơi này muốn phồn thịnh được như nội tinh hải thì còn sớm lắm, huống hồ chi, nội tinh hải cũng đủ lớn để bọn họ lo rồi. Ai mà còn thời gian đạo quản đến nơi này, mà nhờ đó nhân thủ tinh lực của các thế lực kia chủ yếu đều đặt ở tại kỳ uyên đảo này. Nếu không bên trong nội tinh hải lúc này rõ ràng càng hỗn loạn hơn nữa. Hứa vân, Hừ lạnh một tiếng nói hiện nhiên đối với tinh cung đột nhiên phong bế truyền tống trận vẫn còn một bụng oán khí. Mấy người đại hán cầm y nghe xong những lời này cảm giác rất là có đạo lý, hình như là vài cái rồi không nói về đề tài này nữa. Bọn họ những tu sĩ nhỏ ho nhoi, chỉ hỏi thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa đến người. Sau khi vài món pháp khí và nguyên liệu được bán đi, một cả trung niên áo lam mang theo một hộp gấm màu đỏ xuất hiện phía sau lão giả chủ trì buổi đấu giá. Trong hộp gấm có đặt một quả cầu to bằng nắm tay màu trắng, hứa vân thấy vật này tinh thần chấn chỉnh hắn lên. Chưa vị đã hữu chú ý, tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của kỳ yên đảo, chính là trứng của yêu thú. Tuy chưa phải là trân phẩm gì, nhưng mấy thứ này ở nội tinh hải thì giá lên thạch trên trời. Tại kỳ uyên đảo thì tiện nghi hơn nhiều, bởi vì ngoại trừ có một ít trứng yêu thú đặc thù ra, đại bộ phận các loại trứng yêu thú đều là không thể truyền qua truyền tống. Kết quả nếu ráng mang theo truyền tống đi thì chỉ có thể biến thành đại chính chết mà thôi. Bởi vậy, mỗi khi có một ít trứng yêu thú quý xuất hiện, thì một số tu sĩ cấp ca biết tình hình thực tế tại kỳ uyên đảo cũng sẽ truyền tống đến hắc thạch thành mà mua linh thú. Giờ sau khi trứng đỏ đến linh thú, lại tiêu tốn nhiều thời gian bồi dưỡng đến khi khả dĩ có thể qua được giai đoạn của truyền tống mới quay về nội tình hải. Trứng yêu thú, đại hán cầm y hay mất giờ sáng ngời, muốn bồi dưỡng một yêu thú cấp cao chính là chuyện ước ao đã lâu. Mấy người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải có cơ hội sau này cũng có linh thú của mình sao? Ở nội tinh hải, tìm một linh thú tốt chính là mua vàng khó khăn. Trưởng của yêu thú tử vân ưng sau khi thành niên sẽ là yêu thú thổ thuộc tính cấp 4. Một thân cứng rắn như sắt, mặc dù chỉ biết là một cái hộ thuận pháp thuật đơn giản, nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với thượng phẩm pháp ký phi hành một đôi lợi trảo có thể dễ dàng phá tan vòng bảo hộ của tu sĩ trúc cơ kỳ tính ra nó tuyệt đối là yêu thú có phẩm loại hy hữu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho các đào hữu trúc cơ kỳ giá kể điểm là hai ngàn linh thạch mỗi lần tăng giá phải hơn 100, trăm đấu giá bắt đầu lão già dạ tự hồ đối với trứng yêu thú tin tưởng 10 phần chỉ vội vã giới thiệu một chút rồi thì không chút do dự bắt đầu bán đấu giá Mấy tu sĩ phía dưới quả nhiên cũng có nhiều người coi trọng vật ấy, lão giả vừa dứt lời lập tức liền có người ra giá. Mặc dù yêu thú cấp 4 đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói cũng là rất thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng những rất đắt tiền hơn nửa thời gian trưởng thành so với linh thú cấp thấp cũng dài hơn. Dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn nhưng bọn chúng cũng lớn rất chậm. 2.500 linh thạch, 2.700, 3.000. Trứng của tử vân ưng rất nhanh đã tăng lên tới là 3.000, cuối cùng với 3.300 linh thạch. Nó đã bị một vị nữ tu sĩ hương phấn dị thường mua đi, đích giác rẻ hơn nhiều so với nội tinh hải, mà nếu ở tiên tinh thành, một quả trứng linh thú phi hành như vậy, tối thiểu cũng phải là ngoài 5.000 linh thạch. Trung niên mặt đen nhìn chầm chầm trứng yêu thú trong tay nữ tu thì thảo nói, ngoại trường hàng lập ra, kể cả là đại hán cẩm y cùng những người khác, Hai mắt sáng người hẳn lên, hứa Vân chứng kiến một màn như vậy, chỉ cười cười mệt thôi. Phía dưới, lão giả cũng không đưa ra những đồ rẻ tiền, phiên đấu giá lại tiếp tục với trước yêu thú cấp 3 và cấp 4, rồi kết thúc phiên đấu giá trước yêu thú. Đây là cái gì? Chứng kiến vật phẩm đấu giá được đưa tới, Lưu Phu Nhân cũng không phải biến sắc, những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bên cạnh lão giả đấu giá hiện tại là hai nữ tử xinh đẹp, mặc dù xem bộ dáng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 tầng 3, nhưng đích thực là người tu tiên. Nhưng nhìn địa bộ vân lợi của các nàng khi bị mang tới thì quả nhiên vật phẩm đấu giá lần này lại chính là hai vị nữ tu này. Hứa Vân thấy cái này lại không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là dùng ánh mắt ý bảo mấy người ráng nghe lão giả nói cái gì. Tiếp theo là cung cấp lô định cấp thấp luyện khí kỳ, các nàng chỉ tu luyện qua ngũ hành không pháp cơ bản. Mỗi một người tuyệt đối đều là con trinh, nhưng mà căn cứ theo yêu cầu của các nàng, tu sĩ muốn đấu giá các nàng phải có tu vi ngoài trúc cơn trung kỳ mới được. Giá linh thạch khởi điểm là 2.000, đấu giá bắt đầu. Từ khi lão giả mọi người đem hai nữ tư này tới phía dưới rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt nồng nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ Như sau khi lão giả nói vòng xuống phía dưới hồi lâu cũng không ai ra giá thậm chí hai cả nam tu ngồi phía dưới hàng lập không xa vẫn nhỏ giọng nghị luận cái gì đó hai ngàn linh thạch mua một đỉnh lô hai ba tầng ít lợi gì nếu thật muốn có tỷ nữ còn không bằng đến nơi khác mua một nữ tử người bình thường đến lúc tuổi già sức yếu cho ít tiếng tuổi là đi được nếu là lô đỉnh trúc cơ kỳ giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý Ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi là tu sĩ cách đăng kỳ hay sao, chớ quên quy của cô nơi này. Lô đỉnh trúc cơ kỳ căn bản không phải chúng ta có khả năng tranh giành. Cái loại này giá trên trời còn không bằng để tìm mua một trứng linh thú tốt đi. Nghe đoạn nói chuyện như thế, Hàng Lập trong lòng mặc dù vẫn còn kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ ngạc như trên mặt cũng dần dần mất đi. Hắn trước kia cũng đã nghe nói qua, có chút thế lực chuyên môn ngầm bồi dưỡng một ít nữ tử trẻ tuổi, Thậm chí còn có một số ít tu sĩ cấp cao đem nữ tu sĩ như là một lễ vật đưa đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở nội tinh hại cũng không có công khai đấu giá nữ tô lưu định như thế này. Nơi này xảy ra loại hành vi như vậy thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thần sắc của bọn đại hán cẩm y cũng bình tức lại. Dù sao tồn tại của lô định cũng là chuyện được tu tiên giới mọi người trong lòng đều biết rõ. Nhưng lưu phu nhân cũng là một nữ tử tuổi còn trẻ khác, cũng là thân nữ tử, vẫn là có chút của dáng không được tự nhiên. Mấy vị đạo hữu không cần kinh ngạc, những nữ tử đó đều là tự nguyện làm lô đỉnh cho người khác, không có bất luận cảnh này bắt buộc. Các nàng cơ bản đều thuộc về các loại tư chất linh căn không tốt. Muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nữ tu cấp cao rất khó, ở nhà cũng không có cao nhân chống lưng. Các thế lực cũng đều xem thường các nàng. Không muốn tốn hao linh thạch đi bồi dưỡng. Cứ như vậy, ở ngoại tinh hải này, công việc bình thường của phạm nhân thì các nàng khiến tự không làm, mà ra ngoài đi săn yêu thú lại là chuyện tìm chết cũng chỉ có sau khi tu luyện có thành quả chủ động làm lô định cho các nam tu có tu vi cao thâm như vậy chẳng những có chỗ cung cấp đinh thạch cho hơn nữa bản thân cũng có chỗ chống lưng nhất định nếu có thể làm cho các nam tu sĩ này yêu mến trở thành thị thiếp thì cũng là một phen kỳ ngộ đương nhiên cũng có một số nam tu linh căn thấp kém tự nguyện đi làm lô định cho các nữ tu cấp cao bất quá loại lô định này không cho phép nam tu cấp thấp tham dự đấu giá cũng không xuất hiện ở đấu giá hội hứa vân từ từ nói xem ra việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường những người khác nghe xong lời này cũng im lặng không nói. Dù sao cũng có hai người trong nhóm là nữ tu ở bên, bọn họ không thể nói phản đối hay đồng ý. Hàng lập sờ sờ cầm nhìn không ra điều gì khác thường, hắn hoàn toàn không cần lô định gì đó để tăng tiếng tu vi, càng không muốn mua thêm trái buộc bên người. Mặc dù hắn có chút cảm thấy đáng thương đối với mấy nữ tu lưu đỉnh này, nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ, nên chỉ có thể xem như là không nhìn thấy. Lúc này, hai nữ tu trên đài kia bởi vì không có ai ra giá, vẻ mặt vô cùng thất vọng bị dẫn ra ngoài. Xem đến đây, Hứa Vân khẽ cười giải thích. Hai nữ tử này tu vi quá kém, mặc dù tự nguyện làm nô đỉnh nhưng đối với tu sĩ tu vi hơi cao mà nói, thực chất không có sự trợ giúp gì cho nên mới như vậy. Nhưng chuyện cũng hoàn toàn không phải là tuyệt đối và nhất là có đại hữu trúc cơ kỳ nào đó chấm tư sắc của hai nàng, chịu mua về cũng không phải là hiếm. Đại hán cầm y kỳ khang lấy tiếng cũng là không có nói tiếp nữa, hứa vân vẫn cười nói như thường, hoàn toàn không hề để tâm. Phía dưới sàn đấu giá lại xuất hiện thêm một ít vật phẩm trân quý, ít gặp vào nội tình hải. Hàng lập lộ ra vẻ lười biến, cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục xem nữa. Hắn đang muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ này. Thì lúc này Hứa Vân dường như cũng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của Hàng Lập, liền chủ động mở lời. Lần này đấu giá hoàn toàn không có đồ vật trân quý gì, phải chờ lần liên hợp đấu giá một năm một lần mới thực có vật phẩm cao cấp. Đến lúc đó mời các đại hữu trợ lại xem qua. Bây giờ mời mọi người đi xem con một số nơi ở Hắc Thạch Thành. Đám người đại hán cầm y tự nhiên sẽ không phản đối, cho dù tại nơi này có bán vật phẩm mà bọn họ coi trọng, nhưng hiện linh thạch trên người sớm đã không còn nhiều lắm. Sau khi tất cả mọi người đều gật đầu, hứa vân liền dẫn tất cả ra khỏi bảo thính với sự dẫn đường của nữ tử phàm nhân, theo một thông đạo đi ra Minh Châu Biên. Một dãy hơn 10 gian phòng đá kia là do một số nam nữ phạm nhân từ ngoài đến ở tạm. Phạm nhân nếu muốn sống tại Hắc Thạch Thành thì trước hết nên đến nơi này đăng ký để tiện quản lý. Nhưng nếu trong một khoảng thời gian không có ai thuê bọn họ thì họ phải lập tức rời khỏi Hắc Thạch Thành. Mà mấy nữ tượng nhìn thấy tại Minh Châu Hiền khi nãy chính là ở nơi này. Các gian phòng có diện tích không nhỏ kia là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trong thành Thổn kim cát. Chuyên môn bán ra các loại nguyên liệu trân quý, Nghe nói là chỉ cần nói ra tên thì mọi loại nguyên liệu đều có thể mua được ở đây. Mặc dù nói hơi khoa trương nhưng mà danh khí quả thực là rất lớn. Bà gian phòng bên cạnh là Hứa Vân một mặt dẫn mọi người đi dọc theo, ngã tư đường một mặt thuận miệng nói vô cùng quen thuộc. Hàng Lập nghe đến đó trong lòng không khỏi chợt động, bước chân đột nhiên ngừng lại. Khúc đạo hữu, người sao vậy? Hứa Vân hơi chút ngạc nhiên hỏi. Mấy người đại hán cẩm yên nhìn Hàng Lập ở phía sau cùng lộ ra vẻ khó hiểu, Khúc mổ còn có vầy vì cần xử lý đành phải chia tay cùng mọi người ở đây. Đương nhiên nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại hàng lập che tay nhìn trời một chút rồi cúi đầu. Bình thản nói, thanh âm dù không lớn nhưng ý tứ rất rõ, hứa vân cùng đại hán cảm y nghe xong đều ngẩn ra. Bọn họ tất nhiên không nghĩ đến việc để cho một tu sĩ có tu vi cao như Hàng Lập rời đi, định lên tiếng giữ lại, lại thấy Lam Mang chật lóe trong mắt của Hàng Lập. Hai người không hẹn mà lòng cùng phát lành, lời nói vẫn đối lên đến miệng rồi phải nuốt xuống, chỉ có thể là thì thở đáp ứng. Sau đó thấy Hàng Lập đi vào trong thốn kim cát, biến mất không còn bóng dáng nữa. Lúc này hai người vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau, trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, mà những người bên cạnh thì lại có chút nghi hoặc mà nhìn hai người, còn biết đã xảy ra chuyện gì. Người này đại hán cầm y kỳ khang một tiếng bộ giá như muốn nói gì đó. Khúc đào hữu nếu đã không muốn đi cùng chúng ta nhất định là có việc khác. Ta sẽ hướng dẫn mọi người tới một khu khác để xem vậy. Không hiểu sao hứa vân lại cắt ngang lời nói của đại hán cẩm y. Sau đó vội vàng hứa sự chú ý của mọi người sang nơi khác. Sau đó hướng tới đại hán cẩm y truyền âm. Dịch đào hữu, người này làm việc cao thăm khó lường, chúng ta tốt nhất là ít chính dáng tới là hơn nếu không cẩn thận lại đưa đến hỏa sát thân vị khúc đạo hữu này tuyệt đối là người có tu vi vượt xa chúng ta tốt nhất là ở sau lưng cũng đừng làm đàm luận nhiều về đối phương đại hán cầm y nghe lời nói này thì thầm sắc biến đổi mấy lần nhìn thốn kim cát vài lần sau đó kẻ gật đầu rồi hắn tiếp tục đi theo mấy người nọ lúc này hàng lập đang đi theo một cả thanh niên tuấn tú bước vào bên trong một gian phòng vô cùng trang nhã Thuống kim cát này nhìn từ bên ngoài vào thì giống hệt như là một cái nhà đó to lớn, nhưng bên trong lại chia thành rất nhiều gian nhỏ, chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau. Hàng lập không hề khách khí, vừa vào đã muốn gặp người quản sự nơi đây. Nếu là tu sĩ khác, tự nhiên sẽ không có dễ mà đạt được mục đích như vậy. Nhưng mà khi hàng lập xuất ra tu vi kết đăng kỳ thì lập tức có người cung kính dẫn hắn đến gian khách quý. Tu sĩ kết đăng kỳ cho dù là tay hắc thạch thành cũng được đối xử vô cùng trọng hậu. Hàng Lập ở trong phòng đợi một lát, lão giả tướng mạo bình thường liền bước vào mỉm cười đi đến. Vì đạo hữu này rất lạ mặt, hình như là lần đầu tiên đến thốn kim cát chúng ta, tại hạ là ly tầm quản sự thốn kim cát, hữu lễ. Lão giả thấy Hàng Lập liền ôm quyền, hắn cũng là tu sĩ cách đan sơ kỳ. Cúc mổ đúng là lần đầu tiên đến nơi này, cũng là có một vài việc muốn thỉnh giáo với ly đạo hữu. Hy vọng không gây phiền nhiễu gì cho đạo hữu Hàng Lập thân sắc bình thản trả lời. Nếu là việc nằm trong khả năng của ta, Ly Mẫu nhất định sẽ hết lòng trợ giúp. Vì quản sự này dù không biết là Hàng Lập có yêu cầu gì, nhưng vẫn khẳng khái đáp ứng. Bộ dáng hào sản này cũng đã là ấn tượng tốt trong lòng Hàng Lập. Chẳng qua hắn cũng không có bộ sự nhìn thấu được thuộc biến hóa của Hàng Lập. Đối với bộ dáng của một trung niên ốm yếu của Hàng Lập, cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Hàng Lập khẽ cười. Tại hạ muốn mua một loại nguyên liệu để mà luyện chế đan dược, nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ, bởi vậy mà cho đến hôm nay vẫn chưa tìm ra cho nên mới tìm ly đạo hữu để thử vận khí hàng lập không khách khí nói thẳng ra mục đích của mình ha <laughs> ha đây chỉ là chuyện nhỏ hoàn toàn không có vấn đề ly tầm nghe hàng lập nói thế trong lòng nhất thầy trầm xuống lập tức cười nói sau đó hắn xoay mặt ra cửa lạnh lùng nói người đâu quay cổ ngọc tới đây vâng ngoài cửa có một gã say bạc. ngay lập tức chạy đi đạo hữu chờ một lát vì cổ ngọc này tuy chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ nhưng mà chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế tạo thuốc thuộc về thời thượng cổ tuyệt đối là không khiến cho khúc đạo hứa thất vọng hắn vừa quay đầu vừa cười nhìn hàng lập hàng lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng đang định lên tiếng thì bên ngoài bay vụt vào một đạo hồng quang sau khi xoay một vòng trên nóc nhà thì chuẩn xác rơi xuống trong tay lão giả đó là đạo truyền tấn phù khi trên mặt của hàng lập biến dị lên hiện sắc thì lão phụ trực tiếp bị thiêu cháy trên tay của lão giả vĩ ly quan sự hai mắt nhìn chầm chầm vào đốm lửa kia sau đó bàn tay khẽ động đem hỏa quang dập tắt hoàn toàn sau đó mới dùng một loại thần sắc ngoài ý muốn nhìn hàng lập ly mộ thật là thất lễ không nghĩ tới khúc huynh lại là tu sĩ vừa mới tới hắc thạch thành tại hạ cũng nên thể hiện thái độ của chủ nhà mới phải thái độ của lão giả trong nháy mắt trở nên là nhiệt tình hơn ba phần chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã tra ra lanh lịch đại khái của hàng lập điều này khiến cho hắn có chút giật mình nhưng mà trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ cũng phải động tay động chân rất nhiều mới có thể đến được kỳ uyên đảo này, cũng là không muốn gây chú ý cho người khác. Hàng lập hơi hờn ứng phó cho qua chuyện, thấy vẻ mặt của hàng lập như thế, lão giả cũng hiểu hắn không muốn nói thêm về chuyện này, lập tức chuyển đề tài, trò chuyện một chút một số tin tức thú vị về kỳ uyên đảo. Hàng lập cùng hắn trò chuyện cũng khá vui vẻ. Lúc này thì một nho sinh khoảng hơn là 30 tuổi bước vào, hướng hai người thi lễ cùng kính nói. Cổ Ngọc Tham Kiếm hai vị tiền bối chẳng biết là gọi vào bối đến là có chuyện gì phân phó. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quát có vài phần xuất trần. Ly Tầm nhìn thấy người này chỉ khẽ gật đầu, khoát tay gọi hắn đến gần nói chuyện. Vị khúc tiền bối này có vài thắc mắc về linh dược thời tưởng cổ, người cứ thành thật trả lời là được. Lão giả thờ sắc lạnh nhạt phân phó nói. Tuân mệnh, vạn bối nhất định sẽ cố hết sức. Cổ Ngọc đứng thẳng nghiêm túc nói, không biết đạo hữu có biết gì về thiên diệp lộ không? Hàng lập không qua lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề thiên diệp lộ cổ ngọc hơi ngẩn ngơ như sau đó trầm ngâm trả lời vật ấy văn bối cũng có chút ấn tượng nói đến cũng may nếu mà mấy năm trước hỏi thì văn bối chắc chắn sẽ không biết về nó nhưng mà hai năm trước trong một quyển điện tịch có nhắc qua về thiên diệp lộ điện tịch này đã được vạn bối phục chế vào bên trong ngọc giảng tiền bối có muốn đích thân xem qua không nói xong những lời này thì cổ ngọc lộ ra vẻ cẩn thận Hàng Lập trong lòng mừng rỡ trong mắt không khỏi bộc lộ sự hưng phấn. Nếu mà có điện tịch thì quá tốt rồi, nếu thực sự ta tìm được vật đó ta nhất định sẽ. Trọng tạ đào hữu Hàng Lập mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, miễn cười nói. Cổ Ngọc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, có thể được tu sĩ kích đăng kỳ hứa hẹn. Lợi ích của hắn lần này quả thật không nhỏ. Hắn cũng hề do dự, lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giảng, hai tay kính cận đưa cho Hàng Lập. Chính là ngọc giảng này, thịnh tiền bối xem cho kỹ, cổ ngọc cung kính nói. Hàng Lập không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy ngọc chản rồi dùng thân thức nhanh chóng tra xét. Chỉ một lát sau, trên mặt của Hàng Lập hiện ra lần lượt là vẻ hưng phấn, nghi hoặc cuối cùng là trầm tư. Vị quản gia ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất đồng của Hàng Lập, thấy sự thay đổi đó trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia chỉ sắc. Mà cổ Ngọc lại càng bất an, đứng bên chỉ sợ thiên diệp lộ ở bên trong Ngọc Giảng không phải là vật mà vị tiền bố này cần. Không sai, chính là vật này. Hàng Lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giảng, chậm rãi nói, nhưng mọi vẻ hương phấn trong mắt lại giảm bớt rất nhiều. Sao vậy? Chẳng lẽ thiên diệp lộ này không có chỗ nào phiền toái? Lão giả con người hơi đổi do xét một câu. Khúc mổ không nghĩ là nó lại khó giải quyết như vậy. Nó lại có liên quan đến yêu thú cấp 8. Hàng Lập cười khổ nói, yêu thú cấp 8. Ly tầm bị dọa cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàng Lập. Không sai, cái gọi là thiên diệp lộ chính là bàn yêu thảo dặn lỏng. Chỉ là bạn yêu thảo lại sinh trưởng tại nơi ở của yêu thú cấp 8 mới có thể mang lại tác dụng hàng lập thang nhẹ có vẻ bất đắc chỉ nói. ly tầm nghe rõ cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thảo, hắn tự nhiên biết là vật gì, là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần sau huyệt của yêu thú, nhiều năm bị yêu khí ảnh hưởng và sinh trưởng. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ngoại tinh hải có thể có yếu tố cấp 9, thậm chí cấp 10, nhưng dù gì thì đó cũng đều chỉ là lời đồn mà thôi. Tại hát thạch thành này, chỉ có thể thấy yếu tố cấp 7 là cao nhất, đừng có nói gì đến là yếu tố cấp 8. Ly tầm nhìn hàng lập trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết vị đạo hữu này định luyện chế loại đang dược gì, mà lại cần thứ nghịch thiên như thế. Trong ngọc giả này còn có ghi một vài thứ, sau này ta có thời gian phải xem qua một chút, còn biết đạo hữu có thể sao ngọc giả ra cho ta không? Hàng lập ngấp nghĩa, ngọc giả trong tay một chút, bỗng nhiên ngoài dự đoán nói với cổ ngọc. Nếu nói là có hữu dụng với tiền bối, xin tiền bối cứ lấy, cổ ngọc có chút bất ngờ nhưng không hề do dự nói. Thấy đối phương như thuận như vậy, Hàng Lập gật đầu, lật bàn tay, hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù có hòa thành là tiểu kiếm màu vàng. À, thân là tiền bối, tất nhiên sẽ không à, lấy không của người. Đây là một lọ đan dược dùng để tăng tiếng tu vi cùng với một tấm phù bảo, người cầm lấy mà dùng đi. Hàng lập đem hai thứ đó nhẹ nhàng ném qua. Đa tạ tiền bối trao tặng. Cổ Ngọc nhận lấy hết lời cảm tạ. Mấy thứ này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn đúng là vô cùng trân quý. Nếu như mà khúc đạo hữu đã tặng bảo vật như vậy, cổ Ngọc ngươi nhận lấy rồi lại đi ra đi. Ly Tầm thấy Hàng Lập ra tay hào phóng, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn bất động thanh sắc ra lệnh cho cổ Ngọc ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại hai người không biết ngoại trừ việc này đào hữu còn có gì cần chúng ta trợ giúp không nếu có gì thì xin cứ nói ly tầm chị thường hào sản nói một khi ly đào hữu nói như thế tại hạ còn có chút chuyện muốn làm phiền không biết nơi này có sừng của mã não thú không Hàng lập hơi chừng chừ sau đó cất lời hỏi <laughs> đào hữu tìm đúng chỗ rồi sừng mã não này tuy vô cùng hy hữu nhưng mà tháng trước bỗng điếm được uh, hai cái Đạo hữu cần thì ta sẽ gọi người mang tới một cái. Lão giả vỗ tay cười rộ lên, không chần chờ mà phân phó xuống. Hàng lập tự nhiên đổi vẻ vui mừng, không ngừng cảm tạ. Không bao lâu, một người đi vào mang thêm một cái khay. Phía trên khay chính là một chiếc hộp gỗ trong rất tinh xảo. Đạo hữu xem, không biết cái sừng này có vừa ý đạo hữu hay không. Hàng lập thân sốc trịnh trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp của mở ra. Làm quan xuất hiện một cái sừng dài hơn thước đang nằm còn bên trong hộp. Vật ấy trong suốt, mỗi nhọn hình sóng ốc, bên ngoài có ẩn hiện lam quan. Không sai, vật này rất thích hợp, không cần biết bao nhiêu linh thạch, hàng lập hài lòng, đóng nắp hộp lại. Cái này 4 điểm mua vào với giá là 5.000 linh thạch, nếu đạo hữu cần cứ trả cái giá đó cũng được. Ly Tâm rất hiệu đạo làm người cười hì hì nói, hàng lập tất nhiên sẽ không còn kè mặt cả. Sau khi nói tạ ơn, trên người lấy ra đủ số linh thạch bậc trung giao cho đối phương, lão giả khẽ rung tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ linh thạch thu hồi, sau đó mới tiếp tục cười nói. Khúc đạo hữu đến nơi này không hiểu có kế hoạch gì chưa. Đạo hữu dù thân pháp, lực cao cường nhưng mà yêu thú cấp cao nơi đây đúng là rất khó đối phó. Không ít đồng đạo kết đăng kỳ bởi vì đơn thương, độc mã mà bị yêu thú đánh trọng thương. Không bằng ly mổ giới thiệu cho đạo hữu làm quen với một số đồng đạo cung cấp. Như vậy nếu mọi người cùng xuất khải thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hàng Lập nghe xong mỉm cười đối phương Thủy chung ra vẻ hào hiệp như thế cuối cùng đã nói ra ý muốn mượn sức đa tạ ly đạo hữu có ý tốt chẳng qua sắp tới ta định luyện chế một chút đan dược sau khi uống vào chị sợ sẽ béo qua một thời gian sau đó mới là xuất hải sản yêu thú nhất thời cụ không gấp hàng lập tuy không muốn từ chối đơn phương nhưng mà cũng không muốn xuất hải cùng với là một số tu sĩ xa lạ khác bởi vậy uyển chuyển dùng lời cửa tuyệt như vậy cũng tốt trước tiên là tăng tiếng tu vi sau đó làm quen tình huống nơi này cũng rất thỏa đáng chẳng qua khúc đầu hữu về sau muốn tìm người nhất định được quên tìm tới ly mổ Ly tầm trên mặt dù hiện nên vẻ thất vọng nhưng sau đó lại như là không việc gì tiếp tục nói. Hàng lập tức chỉ đáp ứng sau đó nói về câu với đối phương rồi cá từ rời đi. Lão giả đưa Hàng lập ra khỏi cửa rồi mới quay lại phòng. Thế nào chúng ta có thể sử dụng người nọ không? Lão giả mới ngồi xuống lại tìm một âm thanh nhẹ nhạt bỗng nhiên là vơi vâng lên trong phòng. Một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau một bức tranh sơn thủy quỷ chỉ bay ra hóa ra bên trong phòng còn có người này tồn tại. Người này áo trắng tung bay khuôn mặt bị che kín trong ánh sáng xanh trông vô cùng là thần bí không cần lo lắng mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu khuôn mặt cũng xa lạ nhưng tu sĩ họ khúc này không thể nghi ngờ là tán tu độc lại độc phản chỉ cần hắn xuất khải gặp nguy hiểm vài lần thì sẽ tự nhiên nghĩ tới lời đề nghị của ta là tốt như thế nào sớm muộn cuộc quay lại thôi lão giả tự tin nói <laughs> cũng không nhất định lão giả áo trắng lạnh lùng nói sao thế tu sĩ kích đa sơ kỳ thật sự là có thể ở hải uy một mình săn yêu giết thú sao Ly tầm lắc lắc đầu bộ dáng không tin, hắn không phải là tu sĩ cách đăng kỳ bình thường, vừa rồi các người nói chuyện hắn hoàn toàn không có nhìn về phía ta ẩn nấp. Nhưng không hiểu tại sao ta luôn có cảm giác bị hắn giám sát, ta nghĩ có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi, chỉ là không có nói ra mà thôi. Người áo trắng trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói, phải không vậy, từng nạc thuật cho ngươi cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc cũng không thể phát hiện, chẳng lẽ ngươi muốn nói cái tên họ khúc này là tu sĩ cách đăng hậu kỳ lão giả sau khi ngẩn ra có chút bi hoặc hỏi khó mà nói được cũng có thể do hắn tu luyện công pháp đặc thù hay là do có bảo vật gì đó trong người người áo trắng có chút không tự tin nói quên đi mặc kệ hắn là bình thường hay đặc thù gì chúng ta cũng đã cố gắng giao hảo rồi nói chung cũng không có làm gì sai ly tầm sau khi đi vài vòng quanh phòng câu mày nói Người áo trắng nghe xong lời này cũng có gật gật đầu, không nói thêm. Hàng lập lúc này đã rời khỏi thốn kim cát, lại đi vào một tiệm tạp hóa phụ cận mua một hải đường vực đồ về. Vùng biển cùng tình hình, thực tế các yêu thú hay xuất hiện tại nơi này, tìm một nơi vắng lặng mà nghiên cứu. Chỉ nhìn xem một lúc, hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại. Phụ cận kỳ uyên đảo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm tránh qua lại rất nhiều. Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao sao? Về phần Hải Uyên kia, cách nơi này cũng không xa lắm, hàng lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới đó trong vòng là nửa tháng. Bớt quá, diện tích của Hải Uyên này thực sự là quá lớn. Ngang dọc trong đó, theo tư liệu này thì hải vực này thâm sâu có lường, hoàn toàn chưa có một ai thử dò xét được nó sâu đến mức nào. Hàng lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh nắm bắt hết kiến thức bên trong, sau đó đứng tại chỗ, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hàng lập nhấc tay lên, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn không định tiếp tục ở lại hắc thành thạch này nên không hề do dự ra khỏi thạch thành. Ra khỏi thành, Hàng Lập liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phá không bay đi. Cả kỳ duyên đảo này cũng không lớn chỉ là đảo cỡ trung mà thôi. Ngoài ra theo lời của Hứa Vân thì ngoài hắc thạch thành ra, trên đảo cũng không còn thành thị nào nữa, tất cả chỉ là vùng hoang vu, ngay cả một thôn xóm cũng không có bóng dáng. Xem ra các nơi khác cũng cấm chế người phàm cùng tu sĩ ở. Cũng không rõ vì nguyên nhân gì, Hà Lập rất nhanh rời khỏi kỳ uyên đảo đánh giá xung quanh sau khi xác định phương hướng liền bay về phương Bắc. Đối với hắn bây giờ, việc tìm một hòn đảo nhỏ có ít tu sĩ xuất hiện xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất. Mà phụ cận Hải Uyên thì không cần phải nói chính là nơi tụ tập của rất nhiều tu sĩ. Hàng Lập cũng không muốn họ ở giữa bọn họ rất lấy sự chú ý. Vì vậy, mục tiêu là rời càng xa Hải Uyên càng tốt. Phù cận kiểu yên đảo, đảo nhỏ không nhiều, hơn nửa phần lớn đã bị tu sĩ cùng phạm nhân chiếm cứ. Hàng lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này, trực tiếp đi thẳng qua, rất đúng như suy nghĩ của hắn. Hải phần phía Bắc tu sĩ cũng không nhiều, sau khi bay hơn 10 ngày cũng thấy một số ít tu sĩ. Cấp thấp thì vừa trông thấy độ quan của Hàng Lập liền dè giọt né tránh, cấp cao thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Tại nơi này, chiếc cười đoạt bảo của không khác biệt gì so với các yếu tố đảo khác. Lại bay hai ngày nữa, lúc này đã hoàn toàn không có chút dấu tích của tu sĩ, Hàng Lập chuyển mục tiêu, nhằm hướng Tây mà bay đi. Căn cứ vào bản đồ thì phía Tây có một số đảo có linh mạch cỡ nhỏ, nhưng bởi vì linh mạch này quá kém cùng xa cách kỳ uyên đảo, tính an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ đến nơi này. Về phạm nhân, bọn họ chỉ có thể sống gần kỳ uyên đảo mới có thể được bảo hộ hạ an toàn. Hàng lập tất nhiên là sẽ không quan tâm đến điều kiện, chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo nào có thể ở được mà thôi. Lúc này ở trên bầu trời cách đảo năm 60 dặm, ngưng thần nhìn xuống, đây là một hòn đảo không người có linh mạch thứ tư mà Hàng Lập cho tới bây giờ đã tìm ra. Tuy đảo không lớn nhưng điều kiện lại vô cùng phức tạp, vừa có hoang địa trơ trụi, không có một ngọn cỏ, vừa có rừng cây không rõ tên um tùm. Lại có đồng cỏ hoa lá, khoe màu đua sắc còn có mấy ngọn núi nhỏ rải rác hàng lập dùng thân thức do xét qua cả đảo hoàn toàn không có dấu vết của tu sĩ nơi này có lẽ là do linh mạch thấp kém tu sĩ khác cũng là xem lọt mắt trái lại dù linh mạch vô cùng nhỏ nhưng linh khí lại khá sung túc cho dù là không phải là linh mạch cao cấp nhưng cũng là bậc trung sở dĩ không có tu sĩ nào là do hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ mà hàng lập hợp ý nhất cũng chính là điểm này Đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông, mà sương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là do một dòng thác ở phủ cận gây nên. Càng kỳ lạ hơn, màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì lại là một chút cũng không có. Lúc này mới thấy điều này, Hàng Lập cũng đã vô cùng kinh ngạc, nhưng khi hắn sắp là phá vỡ mặt nước phủ cận, lặn xuống bên được đảo mới thì rốt cục mới phát hiện được. Ở dưới đáy của hòn đảo có vô số cá to bằng ngón tay chưa trưởng thành, lúc chút chui ra rồi tiến vào bên trong động những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì khác thường nhưng mà khi hàng lập dùng linh lực bắt lấy một con thì phát hiện con cá này không hề có vảy mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường. Thôn Hải Ngư, Hà Lập thấy cảnh này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên một cái tên. Đừng xem thường cái tên này buồn cười, những con cá này lại là yêu thú bậc một hay là sống tụ tập thành đàn. Chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng rắn như sắt, lại còn hay rồi lên trên mặt biển, nuốt lấy nước rồi phun ra xương trắng trêu chọc. Tại đảo phụ cận có thể nhìn thấy thường xuyên. Như quanh đảo lại có nhiều thôn Hải Ngư như vậy, có thể thì đem xương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo, đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Ngay cả hàng lập, nếu không phải nửa đường gặp một yêu thú cấp 4, ngân dược điểu, nhất thời cao hứng truy đuổi theo. Và bên trong màn sương trắng này, hắn cũng không thể phát hiện ra hòn đảo này, nhất thời sẽ lơ đảng mà bỏ qua. Bởi vì từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một cảnh tượng vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, không có gì kỳ lạ cả. Hàng lập bay vầy vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm chọn lấy đảo này để kiến tạo đồng phủ. Hòn đảo biến mật như thế này, không chọn thì còn có thể đi đâu tìm được nữa. Linh mạch của đảo chỉ dài hơn 10 trượng, núi thì cao chỉ có khoảng là 3-4 trượng, chỉ có vài tòa mà thôi. Do địa hình quá thấp nên Hàng Lập không thể ở tại sườn núi mà tạo đồng phủ. Hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi rồi bắt đầu tiến hành sẽ vào trong lòng núi. Lấy từ vị hiện tại của hắn bây giờ tạo một động phủ giống như trước kia, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nửa ngày sau, hắn cơ bản đã hoàn thành. Hàng Lập không có tâm trí mà đẻo gọt là nói cho đẹp, đầu tiên là dùng mấy bộ khí của bài trận mà bao bọc lấy toàn bộ dãy núi rồi mở ra cấm pháp hình thành áo giác xa xa nhìn lại núi non như là biến mất xuất hiện một mảng rừng cây xanh ngắt một chút sơ hở cũng không có nhưng mà hàng lập từ khi mà từ trên cao nhìn xuống một lúc lâu lại có chút lo lắng nếu có người cũng như hắn tiến vào bên trong làng sương thì cấm chế này không thể lưu được tu sĩ cấp cao. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi trong đầu lóe lên một chú ý. Hàng lập không nói hai lời, bay nhanh vào bên trong động phủ, đem đồ vật sắp xếp lại một chút, bắt đầu tìm gian mật thất luyện chế một số đồ vật. Sáu, bảy ngày sau, Hàng Lập lại một lần nữa từ trong động bay ra, trong tay là mười mấy bộ khí cụ bố trận giống nhau như đúc. Nhưng trận kỳ này, Phật nhìn vô cùng đơn sơ, nhưng mà không có vẻ gì là trận pháp cao minh. Nhưng mà sau khi Hàng Lập ngâm bố trí ở một vài nơi trên đảo, sau khi nhất nhất mở ra thì hàng loạt rừng sương mù từ bên trong trần thoát ra, bao phủ hoàn toàn hòn đảo còn bao lâu sương mù bên trong trận cùng với sương mù vốn có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau bây giờ nếu mà có người bên ngoài tiến vào trừ khi là vi hành thấp nếu không thì rất khó có thể phát hiện có hòn đã bên dưới ở trên công trung đánh giá một phen hàng lập lúc này mới cảm thấy an tâm tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận tốn nhiều linh thạch nhưng hắn cũng không quan tâm hắn thà tổn tài còn hơn là gặp tai nạn hàng lập lại hóa thành một đàn thanh quan hướng xuống dưới bay đi lúc này hắn mới chính thức thu xếp đồng phủ bố trí trung thất và linh thảo Hai ngày sau, Hàng Lập đang ở cùng một căn phòng, tay cầm ngọc giản màu vàng, một cổ ngọc và thốn kim cát đưa hắn, dùng thần thức xem kỹ trong đó, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng. Thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giản nhưng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, hắn đứng dậy, thông thả đi qua đi lại bên trong thạch thất vài phòng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đột nhiên, bàn tay khẽ vuốt trữ vật ở bên trong. Trong tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng. Hàng lập nhìn một chút rồi chậm rãi mở mắt. Lộ ra một vài viên châu nhỏ màu sắc sặc sỡ. Hàng Lập Phương hai ngón tay nhanh chóng kẹp một hạt châu trong đó phóng tới trước mặt. Sau khi nhìn kỹ một lát, Hàng Lập thả hạt châu ra rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại hiện ra bộ họa đồ trong ngọc giảng. Một đạo hào quang hũ sắc tỏa ra xung quanh viên châu to bằng nắm tay, bốn phía trời nổi lơ lửng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nằm trong tay của Hàng Lập giống nhau như đúc. Hào quang hữu sắc ẩn hiện ở trong hạt châu, Hàng Lập của không lạ lùng gì, đó chính là bộ thiên đan bay ra từ hư thiên đỉnh. Bộ họa đồ quỷ nọ chính là một trong những đồ họa thuyết minh gì đó nằm trong ngọc giảng, toàn nhìn thì trông rất là thần thần bí bí. Khi hàng lập tài thốn Kim Cát xem qua Ngọc Giản thấy được đồ hình này, trong lòng tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Đó cũng là lý do hắn không tiếc bỏ ra vụ bảo đã đổi nó từ trong tay của Ngọc Cổ nọ. Nếu như không dựa theo ý nghĩa của hắn, nhiều lắm tặng bình đang dược là được rồi. Mấy cái này ở trong ngọc giảng cũng không có văn tự giảng giải làm cho nó càng thêm cổ quái. Trong đó thể hiện nhiều vật phẩm như là pháp khí, pháp bảo cũng có yêu thú, quỷ quái gì đó tồn tại, nhưng tất cả chúng hàng lập đều chưa từng thấy qua. Một trong số đó có thể liên tưởng tới bộ thiên đàng, xem ra tất cả đều không phải là vật tầm thường. Hàng lập dụng tâm đem mấy hình ảnh đó ghi nhớ lại trong đầu, nói không chừng sau này có cơ hội gặp qua cũng có thể nhận ra đến lúc đó tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Chẳng qua giờ phút này, hàng Lập nhìn thấy mấy hạt châu trong hộp thật có chút là có xử, không thể nghi ngờ những hạt ngũ sắc châu này khẳng định cùng bộ thiên đang có liên quan với nhau, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chung một chỗ như vậy. Mấy viên châu này được luyện ra từ là hải cốt cực huyền, mà cực huyền lại có được huyết ngọc tri thù, vì nghịch đồ của huyền cốt lão ma này chẳng lẽ năm đó đã tương tiến vào hư thiên đỉnh tìm một viên bộ thiên đan mà uống vào? Chỉ có thể như vậy mới giải thích được vì sao bộ xương lại biến thành ngũ sắc như thế rồi bị hắn dùng hỏa diễm ngưng luyện mà thành mấy hạt châu này. Hàng lập với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy. Xem ra có đến là 8-9 phần 10 là dược tính của bộ thiên đan chưa bị luyện hóa hoặc dược tính của nó quá mạnh nên sau khi ăn phải vào ngưng trọng tẩy luyện giữa đan dược. Bởi vậy xem ra mấy viên châu này mới là bộ thiên đan chân chính. Nếu không hình ảnh của chúng làm sao lại xuất hiện bên trong bức hòa đồ mà việc dùng thân thể tu sĩ làm đan lô luyện đan Tu tiên giới hiện tại mặc dù hiếm có người sử dụng nhưng Hàng Lập cũng đã từng chính mắt thấy qua. Huyết ngưng, ngũ hành đan của hắc sắc giáo kia chính là một loại phương pháp huyết tinh bá đạo phi thường trong số đó. Bất quá tất cả những chuyện này đều là do Hàng Lập suy đoán ra mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không điều lĩnh lập tức uống vào, vì thế sau khi hắn nghĩ lại liền ra khỏi mật thất đi đến trùng thất. Trùng thất hiện tại so với là thiên tinh thành đơn giản hơn, hàng lập khai phá thành là năm gian thạch thất lớn nhỏ không đồng đều. Trong đó hai gian được dùng để nuôi dưỡng hai loại phệ kim trùng khác nhau, một nhóm là mấy vạn phệ kim trùng cùng hàng lập tại hư thiên điện thi triển uy lực thôn phệ không ít. Thiết hỏa kiến một nhóm khác là tinh chọn ra từ mấy ngàn con ở đồng phủ thiên tinh thành mà đem tới đây đây là hai nhóm mà hàng lập cố ý ăn bài tách ra con biết có phải là nguyên do thôn về thiết hóa kiến hay không? Mấy vạn con kim trùng nọ bộ dáng hình dáng như là muốn tiến hóa lại có chút bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Điều này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn. Vừa mừng vừa sợ. Còn lại ba gian thạch thất kia, một gian hàng lập dùng để nuôi dưỡng huyết ngọc chi thù còn sót lại. Một gian chính là chỗ để đề hồn thú suốt ngày nằm ngủ. Gian cuối cùng hàng lập để nuôi kim ti tàm lấy được từ trong hư thiên điện. Phi Ngọc Tri Thù thì không có gì để nói, nhưng còn đề hồn thú, Hàng Lập mặc dù có minh hồn châu nơi tay, tâm lý Thủy chung vẫn hồi hộp lo no lắng, không có dũng khí để dễ dàng luyện hóa hạt châu này. Tạm thời để sang một bên không xử lý tới, dù sao con thú này hiện tại bộ dáng cũng bình thường. Kim Ti Tâm, hàng lập lúc này đối với loại yêu trùng này cũng là không có tâm huyết gì mấy, mà chỉ là vì chúng nó cũng là yêu trùng nổi danh trong bản kỳ trùng, mặc dù chúng nó xếp hạng rất thấp, thậm chí thua xa huyết ngọc tri thù, chỉ xếp ở quý bản mà thôi, nhưng loại kim ti tầm này cũng hiếm có tu sĩ nào biết được tiến hóa lần thứ hai của nó ra sao. Chỉ cần cho chúng nó đủ thời gian, những yêu tố này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng có cánh tên là Huyền Diễm Nga. Loại phi trùng này trên bản kim trùng xếp thứ 17 trời sinh có năng lực biến ảo. Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không biết. Theo tư liệu từ thời thượng cổ có đề cập tới, dường như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bất quá, huyện Diệp Nga xếp hàng trên bản cao như vậy, năng lực tuyệt đối là không hề nhỏ. Hàng lập lúc đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lão Long, liền đem mấy con kim ti tầm này nửa chết nửa sống thu hết lại. Bất quá lúc đầu chúng nó bị Phan Thiên Minh không chút do dự vứt bỏ, nguyên khí đã bị thương trầm trọng, nhìn qua bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều lắm. Sau khi hàng lập thu được chúng nó cũng đã không ngừng cho chúng uống linh dược tự linh hoàng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở cuối cùng tình hình càng ngày càng tệ đi. Gặp tình trạng này, hàng lập cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hiện tại, hàng lập trọng tâm nổi lên một chủ ý liền trực tiếp đi vào trung thất kim ti tâm. Thi tầm. triển cấm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ, hàng lập ngẩn đầu ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút chăm chú. Giờ phút này này nhìn mấy con tầm to lớn màu bích lục đang nằm ở trên mặt đất tất cả đều không nhúc nhích phản phất như vật chết rồi nếu hoàng lập còn không cảm ứng được trên người bọn chúng còn có một tia linh khí yếu ớt chỉ sợ thật nghĩ rằng mạng của chúng nó đã ô hô rồi hoàng lập không chần chờ lâu liền lập tức đi vào sau khi đi vài vòng quanh mấy con kỳ trùng này liền chọn một con kim ti tạm có hình thể lớn nhất sức sống tốt hơn những con khác một chút mà nhấc lên xem sau đó lần theo tay áo lấy ra một cái hộp ngọc đem hai hạt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng kỳ trùng rồi ra khỏi trùng thất ý từ cô Hàng Lập rất đơn giản. Khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu chữa nữa, không bằng dùng để thí nghiệm xem thử dược tính của hạt châu ra sao. Bộ thiên đang danh tiếng to lớn như thế, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Mỹ viên bộ thiên đang này thực sự nó có khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu kim ti tàm kia, cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. Dĩ nhiên sau khi kim ti tàm ăn xong mà không có bất kỳ một phản ứng gì, Hàng Lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó nữa. Những ngày tiếp theo, Hàng Lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cửu khúc linh sâm. Đấy là vật phẩm quan trọng cần thiết về sau nếu như hắn muốn thành công trong việc ngưng kết thành Nguyên Anh. Cho nên phải thận trọng nuôi dưỡng. Tại trung tâm dược viên, hàng lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh, sau đó thiết lập một loại trận kỳ cấm chế, che chắn kỹ càng. Đem tầng đất đó bao phủ bên trong dù cho mưa gió cũng không lọt, làm cho nó trông như là chẳng khác gì một tảng đá lớn màu vàng. Hắn lúc này mới yên tâm đem cửu khúc linh sâm trồng vào bên trong nó. Về phần hóa thân của cửu khúc Linh Sâm, có bộ dáng như là một con thỏ trắng vẫn đang nhốt tại một hộp ngọc. Hàng Lập cũng không có ý định nhốt nó trong đó lâu dài. Dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như thế, về lâu dài bản thể của Linh Sâm có thể bị ảnh hưởng. Trên hộp ngọc Hàng Lập dán một cái loại phụ lục. Mà nó vào bên trong dược viên để bên cạnh bản thể Linh Sâm, sau đó tháo phụ lục ra. Kết quả không đợi Hàng Lập mở nắp hộp. Một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra sau khi quanh quanh một vòng điện nhập vào trong cửu khúc Linh Sâm, suốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng Hàng Lập là thấy tình hình như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười, xem ra trải qua một lần bị bắt. Hóa thân bạch thỏ này rất là kinh hãi, lá càng cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Bớt quá, Hàng Lập nhìn bản thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc, không biết hắn dùng lục dịch cho linh sâm này có tác dụng thần kỳ gì hay không. Loại suy nghĩ này, lúc trước khi lấy được linh sâm, hắn đã có nghĩ qua, chẳng qua hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lịch dục để mà thử nghiệm. Đồng thời cũng không thể nói nóng vội, huống hồ một khi sử dụng lục dịch làm cho cửu khúc linh sâm đột nhiên năng lực tự nhiên mạnh lên, phát sinh ra dị biến có thể phá bỏ cấm chế thoát ra bên ngoài. Khi đó có hối hận cũng đã muộn, vật này cũng không phải là loại cỏ cây bình thường mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất nên cẩn thận là hơn. Ôm lại tâm lý này trong lòng, Hàng Lập đối với việc ăn bài linh sâm của mình cũng không để ý tới nữa. Về phần lục dịa sáng sinh ra, Hàng Lập đều muốn dùng tất cả để thúc giục nuôi dưỡng một trong ba đài thần mộc lại dưỡng hùng mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc rễ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàng Lập tin tưởng chỉ cần cho hắn vài năm nữa, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn một vạn năm. Vốn Hàng Lập dự định nghiên cứu hư thiên đỉnh nọ, xem qua một chút coi có phương pháp nào có thể mở ra. Nhưng từ khi trong túi trữ vật lại vô tình rớt ra một khúc xương nhỏ, tạm thời làm cho Hàng Lập có chút hứng thú. Hồi tưởng lại, dưới loại tu la thánh hỏa đáng sợ nọ mà khúc xương của huy cốt lão ma này có thể bình an vô sự, khẳng định là không phải là vật tâm thường. Hàng lập nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẻ tò mò trên mặt không ngừng lóe lên. Đầu tiên, vật ấy thực sự không có khả năng là một trong những khúc xương của huyền cốt lão ma, chỉ là thủ đoạn che mắt của lão mà thôi. Không cần đề cập tới chất liệu đặc thù, chỉ với một tia linh khí mơ hồ phát ra trên đó đã biết chắc vật phẩm đó không phải là pháp bảo, nhưng khẳng định cũng là vật phẩm được người ta luyện tế luyện qua. Nhưng vô lụng hàng lập dùng thần thức cho xét hay là chạm rẽ rót linh lực vào khúc xương này cũng không có chút phản ứng hàng lập xong một lúc những mày suy nghĩ lập tức nhớ tới công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo chắc hẳn phải mượn một ít âm hồn khí mới được hàng lập bản thân mặc dù không có âm hồn khí nhưng trên người là có tụ hồn bát mặc dù âm hồn trong bát đã sớm bị hắn dùng để luyện chế khôi lỗi tiêu hao không có còn một chút nào nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít vì thế hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật một cái rồi một cái bát đen thui liền xuất hiện ở trong tay Hàng Lập liếc mắt nhìn vào tụ hộp bát, năm ngón tay nhất thời thanh quan chật lóe, âm khí nhàn nhạt bị Hàng Lập thông qua bàn tay hút vào cơ thể, sau đó chậm rãi truyền vào khúc xương đang cầm trên tay. Một đạo âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình rất nhanh bao quanh khối xương nọ, Hàng Lập nhìn chăm chăm không chớp mắt. Mẫu xương cuối cùng cũng đã có phản ứng, khối xương màu trắng bắt đầu biến thành màu đen, không bao lâu toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều bị hút vào bên trong khối xương, biến thành nửa đen, nửa trắng. Chứng kiến màn biến hóa này, trên mặt của Hàng Lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngẫm nghĩ, Hàng Lập ngồi xuống giường, sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bộc phát ra thanh quang chói mắt. Đồng thời trên tay phía kia ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền ra, âm khí đen như mực dần hình thành ngày càng dày đặc hơn. Khúc xương bị bao phủ ở trong đó, không chút khách khí điên cuồng thôn về những đạo âm khí đó. Thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, sau khi không ngờ hấp thụ âm khí, vật nội dần dần trở thành một khúc xương đen thui. Đột nhiên một trận thanh âm phù phù trầm thấp như tiếng xé gió từ trong truyền ra, tiếp theo hắc quang nhẹ nhẹ từ từ phóng xuất làm cho phòng nhất thời tràn ngập một khí tức âm lạnh quỷ dị. Hàng Lập có chút do dự đem tụ hồn quát thu lại, đồng thời buông lỏng năm ngón tay, khúc hồn rời khỏi tay trôi bồng bền âm khí bao vây nó hiện tại đều đã bị hút sạch sẽ không còn gì. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Hàng Lập ánh mắt chớp động không ngừng. Khúc xương trôi nổi giữa không trung hắc mang vẫn lấp lóe ra bên ngoài, màu đen của nó không có thêm bất kỳ biến hóa nào nữa, qua một hồi hàng lập thần sắc vừa động bỗng nhiên giơ tay hướng tới không trung mà ngoắc một cái vù một âm thanh vang lên cốt xương vững vàng rơi vào trong tay sau đó hàng lập nhìn qua một lát rồi dùng thần thức thâm nhập vào trong đó lúc trước thì không cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong cốt xương nhưng lần này vi thường thuận lợi sau khi hắc quan chợt lóe trước mắt hiện ra rất nhiều đoạn văn tự cổ cùng những đồ họa liên tiếp hiện ra ngọc Giảng Hàng Lập lẩm bẩm nói bộ dáng lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Vật này lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán có thể là loại ngọc giản đặc chế cho nên hắn áp chế sự hưng phấn trong lòng bắt đầu đem từng chữ chăm chú nghiền ngẫm. Huyền âm đại pháp. Sau khi đọc nửa đầu có chút quen thuộc, Hàng Lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết. Mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua công pháp ma đạo nổi danh này, nhưng lúc đầu dùng phân thân khúc hồn mà tu luyện huyết luyện thân quan so với nội dung pháp quyết trong ngọc giảng này có không ít điểm tương tự như nhau. Bởi vậy, sau khi so sánh một hồi hai loại công pháp có được, dựa trên cả hai phương pháp tu luyện liền cho ra phán đoán này. Ngọc giảng làm bằng khúc xương này chính là huyền âm kinh. nơi thật, trong lòng của Hàng Lập có chút thất vọng. Một khi đã tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, huyền âm kinh này tuy là bá đạo dị thường, uy lực cực mạnh, nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này. Bất quả hắn cũng không có lập tức thu hồi thân thức rời khối ngọc giảng, vẫn tiếp tục xem xét khúc dưới. Bởi vì nửa dưới của huyền âm kinh khi mà ghi lại một ít bí thuật của ma đạo, thấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Theo một loại bí thuật khó có thể tin dần dần hiện ra, hàng lập thần sắc đang tỏ vẻ thất vọng biến thành vui mừng lần sợ hãi, thái độ có chút trịnh trọng trên khuôn mặt lộ nét là hư phấn cực kỳ. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự tin nếu có thể đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 9 lại phối hợp tu nguyên với bí thuật trên huyền âm kinh. Mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ của anh kỳ, nhưng bảo vệ tính mạng hay là chạy trốn đều có cơ hội thành công. Trước đây gặp phải cực âm lão ma chỉ có thể quan hòa bị giết đi mà vô phương ứng phó. Trong mấy cái bí thuật này, thiên đô thi họa của cực âm tổ sư rõ ràng cũng ở trong đó. Về phần thiên đô yêu thi chỉ là bí thuật tu luyện khi luyện thi mà sinh ra. Đáng tiếc bí thuật này phải lấy là huyền âm đại pháp làm trụ cột, hơn nữa phải có tu vi ngoài huyền anh kỳ mới có thể tu luyện, nếu không cũng là hắn có hướng thú thử qua một lần. Dù sao uy lực của thiên đô thi hỏa, hắn đã tận mắt nhìn qua đích xác lợi hại vô cùng. Tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng nhược điểm của thiên đô thi hỏa cũng được tiết lộ ở trong khẩu quyết tu luyện này. Hàng Lập xem qua trong lòng cười lạnh không thôi, nếu lần sau cực âm dùng ma hỏa này đối phó hắn, hắn tuyệt đối là có thể làm cho đối phương khiếp sợ một chút. Sau khi xem lại một lần nữa, Hàng Lập tìm đem ra là hai ba loại bí thuật và tu sĩ kết đăng kỳ có thể tu luyện nhớ kỹ trong đầu, chuẩn bị sau này có thời gian thì bắt đầu tu luyện chúng. Sau khi thận trọng, đem cất dấu khúc xương chứa huyền âm kinh, Hàng Lập phi thường hài lòng lần thu hoạch này trong lòng cũng kiềm chế không được sự hưng phấn. Sau một hồi đánh giá, hắn lại sờ sờ hư thiên đỉnh trong túi trữ vật, lòng ham muốn khám phá lại bốc lên mãnh liệt. Nhất thời đồng thân hướng bậc thất động phụ đi tới, nếu có thể cố gắng khai mở được hư thiên đỉnh không đề cập đến bộ thiên đan, thành công thu được vài món của bảo tới tay thì làm cho thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. ôm lại ý nghĩ này hàng lập ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát kim ti tầm ra, còn lại là cả ngày ôm tiểu đỉnh mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu, hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại điện tịch cổ xưa, xem có thể có một chút hy vọng tìm ra phương pháp mở được tiểu đỉnh. Đáng tiếc là sau nửa tháng vắt hết óc dùng mọi cách cũng không cách nào khả dĩ, hàng lập không thể không thừa nhận được cái gọi là vật đứng đầu tại loạn tinh hải là hư thiên đỉnh này. Đích xác tu vi kết đan kỳ như hắn không thể mở ra được, cái đỉnh này thật sự là khó mở. Đừng nói là dùng lửa đốt, Hàng Lập đã thử qua pháp bảo và cổ bảo đều không thể lưu lại một tỷ vết. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm kia vừa mới quy phục một ít, tà thần lôi đánh lên trên đỉnh cũng chẳng có phản ứng gì xảy ra. Có thể nói hắn đã dùng đủ loại biện pháp có thể tưởng tượng để mở tiểu đỉnh. Hàng Lạp tự nhiên biết sự tình này coi như không có khả năng. Cuối cùng, Hàng Lạp chỉ có thể bỏ ý đồ đó qua một bên, đem tiểu đỉnh thu vào trong túi trữ vật. Về phần hoài nghi việc mở được hư thiên đỉnh có thể có liên hệ mật thiết tới Kiền Lam Châu, hắn cũng không thể xác định Kiền Lam băng diễm chính lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng phải cực kỳ sợ hãi. Tại tu vi kích đang hậu kỳ, hoặc là trước khi kết thành Nguyên Anh, hắn cần phải không có khả năng thao túng biện hóa bất cứ thứ gì của Viên Châu đó. Chính hắn cũng tự biết điều đó trong một thời gian này, hai con kim ti tầm phục dụng hạt trong hổ sắc kia, tình hình vẫn giống như ban đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra dược tính còn chưa có tới lúc phát huy, mà trong một thời gian trùng thất khác. Mấy vạn vệ kim trùng rút cuộc cũng bắt đầu thu về với quy mô lớn lẫn nhau, xem ra việc phản sinh thế hệ về kim trùng mới làm cho hàng lập mừng rõ không thôi. Hôm nay hắn còn có công việc phải giải quyết, đó là trở lại luyện chế 72 thanh, thanh trúc phòng phân kiếm. Số luyện tinh mà hắn tìm được tại dung nham lộ, hắn không chút lãng phí, chuẩn bị đem toàn bộ luyện hóa dung nhập vào bên trong phi kiếm. Kể từ đó, mặc dù luyện chế, thành trúc phong phương kiếm, tuy không dám nói là không bị phá vỡ, nhưng mà những vật có thể phá hủy được nó trên thế gian này. Có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn sau này khi mà đối đầu với tu sĩ có đấu pháp cao minh hơn là một lợi thế lớn. Chẳng qua lần luyện hóa này là một chuyện rất vất vả. Bằng vào chất liệu đặc thù ấy trên điển tịch mặc dù không có nói tỉ mỉ nhưng mà hàng lập phỏng chân tối thiểu cũng phải là hơn nửa năm nữa mới có thể mượn pháp trận từ luyện hóa. Nếu trong quá trình luyện hóa đột nhiên pháp lực yếu đi mà không thể duy trì tiếp tục mọi thứ coi như đổ sông đổ biển. Vấn đề này cũng không phải là việc có thể đem ra để nói đùa. Nếu là trước đây lấy tu vi kết đan sơ kỳ, cho dù có các loại linh dược phụ trợ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay có được linh dịch vạn năm, mặc dù đã sử dụng một phần, số còn lại cũng không làm cho hắn lo lắng việc pháp được hồi phục không đủ. Ngược lại lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra trong khi săn yêu thú nên pháp bảo cả uy lực càng tốt như vậy việc luyện chế phi kiếm hàng lập nhất định phải làm thật tốt hàng lập thiết lập đồng phủ mới tự nhiên là có thiết kế phòng chuyện để luyện khí sau khi hắn thiết lập một bên trong mặt trận liền mang theo luyện tinh cung cùng là linh dịch vào nam kia đi vào bên trong lần này một lần đi vào cửa mật thất liền đóng chặt trong suốt một năm không hề mở ra một lần nào toàn bộ hành động bên ngoài đồng phủ đều được hắn chỉ thị thông qua một vài con khôi đội cử viên mà làm Kể từ lúc đó, toàn bộ tình hình động phủ đều rơi vào trạng thái an tĩnh không có bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay lại có phát sinh biến cố, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo trên mặt đất không có dấu hiệu báo trước đột nhiên chớp động. Ngay cả vách mật thất cũng rung động không ngừng, đồng thời bên ngoài ẩn ẩn còn truyền đến tiếng sóng như là sấm động. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, vẫn phức hòn đạo như bị vây bên trong bỏ tố cuồng phong. Phanh một thanh âm trầm muộn từ cánh cửa thạch thất luyện khí phát ra, sau đó một bóng người chợt lóe, hàng kia lập sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra, bất quá trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định. Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng cầm rú ở bên ngoài động phủ, đột nhiên một tay thò vào trong túi trữ vật bên hông, một đạo hào quang từ trong đó bắn ra xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong tay hàng lập. Là một cây trận kỳ màu vàng nhà, có vẻ trên phù văn trận kỳ, dài khoảng là hai ba thước. Hàng lập không suy nghĩ nhiều, há hốc phun ra một luồng thanh khí lên trên ngọn cờ, Nhất thời Hoàng Quang Đại Thịnh sau đó trong chớp mắt, hàng lập một tia lãnh khốc chợt hiện cổ tay rung lên, một tia màu vàng hướng mặt đất bắn tới, trận kỳ trong nháy mắt đều chui vào trong lòng đất, biến mất vảnh vô tung. Từ trong miệng hàng lập một hồi chú ngữ trầm thấp lúc to lúc nhỏ không đồng nhất truyền ra, một màn kinh người xuất hiện. Tất cả mặt đất vách tường trong tiếng chú ngữ dần dần tỏa ra kim quang, phản phất như muốn biến thành vàng vậy, cùng lúc đó sự rung chuyển cùng với tiếng sấm kinh hồn nọ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Hàng lập chứng kiến cảnh này trên mặt thần sắc cũng không có biểu hiện gì, chỉ là trong mắt có nửa phần nghi hoặc. Bỗng nhiên hắn hóa thân thành một đạo thanh quan hướng bên ngoài động phủ mở bay đi. Một lát sau, hàng lập xuất hiện tại bên uh, trên không bên ngoài đảo nhỏ phía bên dưới, mặc dù vẫn có sương mù dày đặc bao phủ, nhưng trận pháp này hàng lập chính tay bố trí, tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của hàng lập. Cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần, bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra, ngọn núi nơi có động phủ của hắn thì vẫn là không lay chuyển, nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì đầu rung chuyển. Chẳng những một ít đôi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kịch liệt này mà bắt đầu xuất hiện những khe nước thật là lớn, rộng cả mấy trượng cây cỏ đều bị ngã rạp xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện trên vẫn chưa làm cho hàng lập kinh sợ. Chuyện mà hắn khiếp sợ hơn chính là Bên sườn của đảo nhỏ, từng đảo từng đảo sóng lớn cả cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào đảo không ngừng đem toàn bộ quét sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải phủ mờ mịt, xem trong tiếng sấm sét có tiếng rống giận trầm thấp quái dị, phản phất như có mảnh thú vào đó đang vô cùng phẫn nộ, cứ một tiếng rống truyền đến, tiếng sấm sét cùng với sóng lớn đang theo đó mà đang dâng cao lên. Chẳng lẽ có yếu tố cấp cao đang ở trên mặt biển phụ cận gây sóng gió không thành, nhìn về phía sóng lớn hàng lập trong lòng suy nghĩ, xem uy thế cỡ này khẳng định yếu tố kia thân hình nhất định là khổng lồ, nếu không tuyệt không sẽ là không có khả năng có thanh thế lớn như vậy. Nghĩ tới đây sự hiếu kỳ trong lòng hàng lập nổi lên, hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó trên người quang mang chợt lóe trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng rống mà bay đến. Bất quá vì cẩn thận, hàng lập tiền thu liễm khí tức, quang mang cũng trở nên mờ nhạt không phát ra ánh sáng, trong nháy mắt cả người như biến mất không rõ tung tích. Bay ra khỏi mạng sương mù do nước biển tạo thành, Hàng Lập cũng không cần chú ý tìm kiếm gì mà lập tức trông thấy mục tiêu. Cũng như là những gì mà hắn phỏng đoán, cách đó không xa trên biển, đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió. Những yêu thú này thể lịch tích quá lớn. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng mà Hàng Lập lúc này đối với thân thể khổng lồ của nó cũng cả kinh và hít vào một hơi lạnh. Đây là một loại yêu thú trông giống rùa mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua. Thể tích của nó ước chừng to gần ngàn trượng, phản phất như là một quả núi lớn đang nổi trên mặt biển. Cây mai đen thui, đầu như là dao lông có màu xanh đang ngửa đầu lên trời, rỗng lên từng hồi, tứ chi trên thân thô nhỏ nhưng một cái đã dài đến là có hơn 10 trượng, cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét qua vùng biển phụ cận, làm phát sinh từng trận gió sóng gió động trời cùng với tiếng rống tạo thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía, làm cho một phần vùng biển khơi hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Nhưng làm cho hàng lạp kinh ngạc, cũng không phải dừng ở đó. Lúc này, con rùa to lớn như ngọn núi đó đang ngửa đầu điên cuồng rống lên trên khoảng không, mà trên trời cao mây đen dày đặc trải dài cả ngàn dặm. Từng đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn bao vây yêu thú này bên trong mà không ngừng công kích. Mà những nơi cơn sóng lớn cùng với những cơn lốc lại do con rùa tạo ra khi tiếp lấy những đạo lôi điện đang đánh xuống này, mà nó cũng không có mảy may tổn hại. Chỉ là con rùa to lớn này bởi vậy càng thêm điên cuồng, đôi người xanh biếc bắt đầu dần dần đỏ lên hóa hình lôi kiếp. Hàng lập trên mặt lộ ra một vẻ mặt quái dị thì thào nói ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cái gọi là hóa hình lôi kiếp chỉ xảy ra khi yêu thú có tu vi cấp 7 tiến vào cấp 8 phải trải qua một lần thiên lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay hình đổi dạng quanh thân thể mà trở thành hình người mà dựa theo đó tu vi càng thâm sâu thì trình độ chuyển hóa cũng không giống nhau. Nhiều yếu thú cấp 10 có thể hóa hình thành nhân loại hoàn toàn không phân biệt. Mặc dù Hàng Lập chỉ dựa theo điển tịch tra qua nhiều lần, cũng gặp không ít tư liệu có liên quan đến hóa hình chi kiếp này. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy cảnh này, hắn thực sự không biết là may mắn hay là xui xẻo. Nếu nói là may mắn, lần xuất kiện của yếu thú này đã có thể nói trong hải vật của kỳ uyên đã có yếu thú cấp 8 tồn tại. Về sau, đối với thiên nghe dịp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng. Còn nói về xui xẻo thì con rùa to lớn này trải qua lôi kiếp ở đây, vậy sao huyệt của nó rất có khả năng là hải vực gần đâu đây. Hàng Lập thực sự không có hướng thú làm hàng xóm với yêu thú cấp 8. Cho dù chỉ mới tiến vào yêu thú cấp 8, Hàng Lập muốn trốn cũng không kịp. Hôm nay, yêu thú rùa cấp 7 này tự nhiên không thể phải phát hiện ra sự tồn tại đồng phục của hắn. Nhưng khi đã tiến vào cấp 8, Hàng Lập cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thân thức của đối phương. Nói không chừng, trong lúc hắn ở trong động phủ tu luyện, Yêu thú này sẽ tìm tới tận cửa, yêu thú cấp cao ý thức về lãnh thổ rất là mãnh liệt. Chẳng lẽ vừa mới kiến lập đồng phủ lại phải vứt bỏ mà đi, hàn lập trong lòng phiền não không thôi, Phi kiếm trong thân thể cũng dao động không ngừng. Hắn vừa từ mật thất tế luyện xong 72 thanh phi kiếm thanh trúc phong vân, sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này. Vượt qua dự kiến của hắn, vốn tưởng rằng là hơn nửa năm là đủ, không nghĩ tới cần tới thời gian gần một năm như vậy mới hoàn thành. Hàn lập trong thời gian còn lại như cơ hội bế quan một chút chuyên môn bồi luyện thi kiếm, nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn còn muốn béo quan thêm mấy tháng nữa. Không bằng tự dịp yêu thú này đổ kiếp, tổn hao nhiều nguy ký ra tay đánh lén một chút. Nếu có cơ hội tiêu diệt được đối phương đương nhiên là việc cực tốt. Còn nếu không đơ được, lập tức rời đi khỏi tìm hòn đảo khác. Ý nghĩ này dâng lên làm cho hàng lập trong lòng căng thẳng. Nhưng một lát sau, hắn mới lắc đầu phủ nhận chính mình. Cho dù thực lực yếu tố cấp 8 đã giảm, cũng không phải người như hắn có thể đối phó. Yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại thì Hàng Lập không biết, nhưng là thần thông của tu sĩ Nguyễn Anh Kỳ chính mắt hắn đã thấy qua. Đối mặt với nguy hiểm như thế, hắn tình nguyện hiện tại chỉ có thể di dời động phủ. Đáng tiếc, vệ kim trùng thôn về xong lại phải sinh ra trứng mới, nếu không không chừng hắn sẽ ra tay thử một lần. Hàng Lập nhìn phần lớn lôi quay đang chấp động trên người yêu thú, thở nhẹ một hơi liền chuẩn bị phản hồi động phủ. Hắn cũng không có muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi ký phát hiện mình ở bên cạnh rình coi sau đó rước họa vào thân. Nhưng Hàng Lập mới quay người lại, không trung xa xa một tiếng rít gió xé truyền đến. Tiếp theo mơ hồ có kim quang tại nơi chân trời chấp động. Ở phương hướng trái ngược một tiếng xé gió nhẹ nhàng văng lên, một mảnh hỏa hồng mờ mờ sáng sáng đồng thời hướng này bay đến. Hàng Lập gặp cảnh này không quay ngẩn ra nhưng chưa chờ cho hắn có phản ứng thì cách chỗ cử quy không xa trên mặt biển gió lớn mạnh mẽ phun ra hơn 10 cái cột nước. Tiếp theo một mảng lớn nước biển nhanh chóng dần vọt lên, phản phất giống như là có quái vật to lớn nào đó muốn từ trong lòng biển đi ra. Hàng Lập tự nhiên bị dọa do sợ hãi, vội vật ẩn thân vọt ra xa khỏi nơi đó một khoảng cách rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt.